Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố và hôm nay Hải rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 2022 và là ngày đầu tiên có làm việc vào nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Thì hôm nay Hải xin phép được gửi và cập nhật những hình ảnh mới nhất về quá trình xây dựng của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Thì mời tất cả cô chú anh chị mình cùng đi với Hải, mình cập nhật những hình ảnh mới nhé. Thì hôm nay mọi người có thể thấy là công nhân được huy động làm ở phía bên trước giếng trời rất là đông, hay là bùng binh phát hiện trang đấy. Ở quanh trước chợ Bến Thành rất là đông, để Hải đi bộ dọc lên đây cho mọi người cùng xem nhé. Thì hôm nay thì lượng xe qua lại khu vực này rất là nhiều rồi. Như hôm qua Hải có nói đấy mọi người. Thì hôm nay người các cái tỉnh khác người ta lên Hồ Chí Minh làm việc lại rồi. Hải sẽ sang phía bên này quay cho mọi người xem xíu nhé. Phía bên kia đang tiến hành lắp những cái tấm bao quanh như chỗ giếng trời ấy mọi người. Thì khu vực này thì xe nó đi lại nó hơi nhiều nên nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, mọi người xem tạm nhé.
chưa?
Và video của Hải xin phép được dừng tại đây và video cập nhật về tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên ngày 5/9/2022 của Hải xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã theo dõi đến cuối video, và Hải xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn mình có một buổi tối vui vẻ. Và như thường lệ thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để mình có thể cập nhật những video mới, và có thể để lại bình luận phía bên dưới của video. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo ạ.